Đây, mình mới mua một ít cái quạt các bạn nha. Quạt 12V. Rất nhiều luôn. Quạt to, quạt nhỏ. Đấy. Những cái quạt nhỏ này. Quạt to này. Và đặc biệt có những cái quạt. Các bạn nhìn thấy không? Nó nhỏ như này thôi nhưng mà nó rất dày, các bạn nhìn chưa? Nó dày hơn rất nhiều. Và cái này người ta gọi là quạt phản lực các bạn nhé. Đó. Đây mới là cái con trâu thôi. Còn đây cũng là quạt phản lực. Con này người ta gọi là con voi. Và một cái con này người ta gọi là con gì? Con này chính là con khủng long bạo chúa này các bạn này. Quạt phản lực rất chi là dày. Hai cánh luôn. Hai động cơ. Bạn nhìn thấy chưa? Và chúng ta sẽ cùng xem với cái quạt phản lực này nó có cái đặc điểm gì khác so với quạt thường các bạn nhé. Ok, bây giờ mình cùng các bạn sẽ test thử các cái motor này xem con nào khỏe nhất các bạn nhé. Chúng ta sẽ đi từ những cái motor nhỏ nhỏ như này. Đây là những cái motor rất chi là nhỏ nhắn và xinh xắn. Thì cái motor này là chạy điện áp là 24V các bạn nhé, 24V và ăn dòng là 0,15A. Con này cũng 24V, ăn dòng 0,21A. Mình sẽ thử một con này thôi nhé. Con này 24V thì mình sẽ tăng cái điện áp lên 24V. Ok. Rồi, chúng ta sẽ cấp nguồn vào. Với những cái động cơ mà nó càng khỏe thì các bạn cần phải hết sức lưu ý. Không là không may chúng ta cho tay vào là nó phang đứt tay đấy nhé. Đấy, các bạn nhìn thấy chưa? Động cơ này thì cũng bình thường thôi. Cũng không có gì là mạnh mẽ cả. Đủ để quạt mát. Rồi. Tiếp tục chúng ta sẽ thử với các cái động cơ này. Thì bốn cái động cơ này, à 5 cái chứ, 1 2 3 4 và cái này là cái thứ 5. Thì 5 cái động cơ này thì là nó giống nhau nhá, thì mình test thử một cái thôi. Con này nó là bao nhiêu đây? Chạy điện áp là 12V và ăn dòng có 0,63A thôi nhá. Đấy, ăn dòng 0,63A. Đấy, 5 cái này là như nhau. Bây giờ mình sẽ test thử một cái này. Chúng ta sẽ xem cái sức mạnh của cái động cơ này nó như thế nào. Rồi, con này ăn dòng 12V thì mình sẽ cho về 12V. Ok. Âm này. Rồi. Dương. Chà chà. Con này chạy cũng khá mạnh các bạn ạ, chạy mạnh hơn con lúc đầu. Đấy, những cái con mà chạy mạnh là các bạn hết sức cẩn thận nha, đừng có thò tay vào đây, không nó phang cho là đứt tay đấy. Chạy với cái lượng gió là khá lớn. Đấy các bạn nhìn thấy không? Nhưng cũng không đủ sức để con này nó tự đẩy đổ nó nhé. Thì những cái con này nó gọi là con nghé thôi, con nghé nhỏ nhỏ thôi, sức mạnh của nó ở mức vừa phải. Còn đây nó mới là chính là con trâu này. Đấy. Con trâu và con này thì bản chất của nó người ta gọi đúng là động cơ phản lực các bạn nhé. Thì các bạn nhìn thấy này, cái độ dày của nó sẽ dày hơn này, dày hơn một chút. Đấy. Nhỉnh hơn, à đâu nó cũng bằng ý nhỉ. Nó bằng hơn, bằng thôi. Thế nhưng mà chúng ta sẽ xem về cái thông số của nó nhé. Điện áp là 12V, ăn dòng những 2,8A này các bạn này, 2,8A nhé. Con này nó chỉ 0,67A thôi, đúng không? Đấy, 0,63A. Còn con này lên những 2,8A và chúng ta sẽ xem cái sức mạnh của con này nó như thế nào. Con này thì nó có 4 dây. Thì chúng ta chỉ cần lấy dây đen và dây đỏ để chúng ta cấp nguồn thôi, còn ba cái dây còn lại nó là cái dây tín hiệu và cái dây điều tốc. Thì chúng ta không cần dùng tới hai cái dây còn lại như này. Con này cũng chạy điện áp 12V, chúng ta sẽ cấp điện áp 12V và chúng ta sẽ để ý xem nó ăn dòng bao nhiêu nhá. Với những cái con mà mạnh mạnh này chúng ta cần phải giữ không nó bay, có thể nó bay. Đấy. Ui. Các bạn nghe thấy không? Nghe cái tiếng rít của nó. Nó rít đây này, các bạn nhìn thấy chưa? Đấy, nó ăn dòng là 2,77 ampere nhá, gọi là 2,8 ampere. Đây này, bây giờ mình sẽ cho các bạn nghe lại cái tiếng rít của nó như kiểu rít của động cơ máy bay nó khởi động ấy. Khủng luôn.
Các bạn thấy không? Nó kinh khủng không? Nó rít kinh khủng luôn nhá. Rít như động cơ ấy. Và với những cái con này ấy, là nó có thể tự đẩy đổ nó ngã luôn em, nếu mình không giữ chắc. Đây này, các bạn xem này. Đấy, nó đẩy 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 nó đi luôn ấy. Đấy. Ui giời. Cẩn thận cho tay vào đây là đứt tay luôn đấy, các bạn nhìn nè. Nó rất khỏe luôn. Nó thổi với cái lượng gió mà phải nói là kinh khủng. Đấy, mặc dù con này nó mới là con trâu đây nhá. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ xem sang con voi. Con voi thì về độ dày của nó thì như nhau, nhưng mà về kích thước của con này nó sẽ lớn hơn này. Con này là 8x8. Con này thì các bạn nhìn thấy này, cũng là điện áp 12V. Wow. Nó ăn dòng lên tận 5,52A. Ui giời, con này nó cứ gấp đôi con này. Con này 2,8A, con này 5,52A này. Rồi bây giờ mình sẽ test thử cho các bạn xem con này. Chúng ta cũng chỉ cần lấy dây đỏ và dây đen để cấp nguồn dương thôi nhé. Dương và âm mà. Bây giờ mình sẽ cấp điện cho cái này. Và các bạn sẽ xem nó kinh khủng tới mức nào. Cái này là các bạn hết sức cẩn thận nha với những cái này. Với những cái động cơ cao như này thì mình khuyên các bạn là nên mua những cái tấm chắn như thế này. Đó, nếu không là nó đánh vào tay hoặc nó hút cái gì vào là rất chi là nguy hiểm. Chúng ta cần phải lắp những cái tấm chắn như thế này vào thì nó sẽ an toàn hơn rất chi là nhiều. Đây, cấp dương này, cấp âm này. Và các bạn sẽ xem nhá. Vậy mình phải cầm chắc không là nó đánh vào tay thì chết. Rồi, cấp điện này. Đấy. Các bạn thấy không? Nó ăn dòng là 4,95A nhá. Các bạn nghe thấy cái tiếng rít của nó kinh khủng không? Đấy, bây giờ áp lực này, đấy, lên 5,8A các bạn nhá, gần 6A. Đấy, các bạn thấy không? Đấy, 6A, gần 6A luôn. Kinh khủng luôn. Cái này với cái tốc độ này ấy, là nó tự đẩy bay nó luôn nhá. Nếu như mình thả tay là nó đẩy bay nó luôn. Đây, mình sẽ thử đẩy cái đồng hồ này. Đây này, mình sẽ để cái đồng hồ này. Bây giờ mình sẽ bật nó xem nó có đẩy được nổi cái đồng hồ này không nhá. Cái đồng hồ này là cũng tương đối nặng này. Đấy, các bạn nghe tiếng rít như kiểu động cơ máy bay. Rồi bây giờ mình sẽ đẩy nhá. Đấy, các bạn thấy không? Đẩy bay cái đồng hồ này luôn. Kinh khủng. Đó. Với những cái động cơ mà công suất lớn như này là các bạn hết sức cẩn thận, đừng có cho tay vào đây nhá. Nó mà đang chạy mà nó phang vào thì đứt ngón tay luôn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục tới một cái con cuối cùng. Đây chính là cái con khủng long bạo chúa đây, các bạn nhìn thấy chưa? Con khủng long này thì nó phải dày gần như là gấp đôi so với con voi. Đấy, các bạn nhìn thấy chưa? Dày gấp đôi. Về kích thước thì nó như nhau. Đó. Nhưng mà cái độ dày của nó thì gấp đôi. Bởi vì làm sao? Nó có hai động cơ. Động cơ trước và động cơ sau. Và hai cái động cơ này nó sẽ quay ngược chiều nhau nhé. Đây, ví dụ động cơ này nó sẽ quay chiều như này. Thì cái động cơ này nó sẽ quay ngược chiều như này. Đó, nó quay sẽ là ngược chiều nhau. Ở đây các bạn có thể xem cái thông số nó ở đây nhé. Đây, con này nó là cái điện áp 12V và cái dòng của nó là 6,65A. Với cái quạt này thì nó sẽ chia làm quạt trước và quạt sau các bạn nhé. Thì các bạn sẽ căn cứ vào cái mũi tên này. Đó, cái mũi tên nó chỉ theo cái hướng là gió đi từ lối này vào và lối này ra. Thì quạt này là quạt trước và quạt này là quạt sau. Đấy. Thì dây của nó sẽ đấu như sau. Cái dây đỏ và dây đen là cấp điện cho quạt trước. Còn dây cam và cái dây nâu là cấp điện cho quạt sau. Thì các bạn chỉ cần dùng 4 cái dây này để cấp nguồn cho hai cái động cơ này thôi. Còn lại các cái dây khác thì là cái dây điều tốc và cái dây tín hiệu phản hồi thì chúng ta không cần quan tâm. Nếu như các bạn muốn điều chỉnh tốc độ cái quả này thì chúng ta mới cần quan tâm tới cái dây đó. Và bây giờ mình sẽ cấp điện cho các bạn xem. Các bạn sẽ xem cái quạt này, khủng long bạo chúa này nó như thế nào nha. Đây, đây là mình sẽ thổi từ đây sang bên kia. Đó, các bạn sẽ xem nha. Chúng ta sẽ cấp điện và xem cái động cơ của nó rít xem nó như thế nào. Đây, các bạn lưu ý là khi mà mới cấp điện ấy, thì quạt nó sẽ chưa chạy vội mà một vài giây thì bắt đầu nó chạy. Đây, mình cắm điện này, đóng này. Đấy, bắt đầu nó mới chạy này. Đấy, các bạn thấy không? Dòng của nó đang ăn là 5,5A. Thông số của nó ghi là 6,65A. Nếu như có tải thì nó sẽ đẩy lên
6,65A. Đây mình sẽ úp cái này xuống để cho cái tải nó tăng lên. Đấy các bạn nhìn thấy chưa? Cái dòng của nó lên đến hơn 6A, 6,2A rồi. Đây là mình đang nén không khí lại, mình úp nó xuống, mình nén không khí lại thì cái dòng của nó tăng lên. Đó. Các bạn nghe được cái tiếng động cơ của nó rít kinh khủng luôn. Đây, bây giờ mình cũng sẽ thử dùng một cái đồng hồ này, mình để đây. Xem là mức độ đẩy của cái con quạt khủng long bạo chúa này nó như thế nào nhá. Hai quạt cùng chạy các bạn nhá, hai quạt cùng chạy này. Đây mình cắm điện này. Đây. Đây quạt trước chạy này, quạt sau chạy này. Bạn thấy không? Nó thổi bay cả cái đồng hồ này luôn. Thổi bay luôn. Kinh khủng. Đó. Dã man con ngan luôn. Phải mê này là phải giữ lại không là nó thổi mạnh lắm. Kinh khủng. Phải nói là thật là kinh khủng đối với những cái quạt mà người ta gọi đây là cái tuabin này. Với những cái quạt này mà các bạn sử dụng để làm mát hoặc là thổi gió, cần một cái lưu lượng gió mạnh thì cái quạt này nó thoải mái đáp ứng mà nó nhỏ gọn. Các bạn nhìn không? Và quạt này là hoàn toàn là quạt không chổi than. Do đó là cái độ bền nó sẽ cao hơn rất nhiều so với những quạt có chổi than. Rồi, mình cũng vừa mới chia sẻ cho các bạn một vài cái quạt mà mình cũng thấy trên mạng người ta bán. Thấy hay thì mình mua về mình nghịch và phải nói là kinh khủng luôn. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Nếu các bạn thấy video hay, hãy ủng hộ kênh của mình bằng cách là nhấn chuông, đăng ký, like, chia sẻ để nhận được nhiều các video hơn. Cảm ơn các bạn.